10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023. Năm 2023 là năm ghi dấu nhiều thành tựu và cột mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển, khẳng định vị thế, vai trò trên tất cả các lĩnh vực của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng điểm lại những thành tựu, sự kiện tiêu biểu, hoạt động nổi bật nhất trong năm 2023 vừa qua của nhà trường. 1. Thành lập Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng Trường và Phó Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đã trao quyết định về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 23 thành viên, trong đó thành viên trong trường là 16 người, thành viên ngoài trường là 7 người. Trao quyết định công nhận Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2023-2028 cho giáo sư, tiến sĩ Lê Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. 2. 65 năm Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xây dựng và phát triển. 65 năm qua, Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng phấn đấu, viết tiếp những trang sử mới trên hành trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Năm 1958, Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ra đời, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình 65 năm phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ. Trải qua bao thăng trầm cùng đất nước, Công đoàn Trường đã vững vàng đi qua các giai đoạn khó khăn từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến khi thống nhất đất nước, bước vào giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong suốt quá trình hoạt động, Công đoàn Trường đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự phát triển của nhà trường và nền khoa học cơ bản Việt Nam. Với sự nhiệt thành và tận tâm, Công đoàn Trường đã trở thành trái tim đoàn kết của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tại trường, đánh dấu một hành trình đầy ý nghĩa và thành công. Tại lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, vào sáng 17 tháng 11 năm 2023, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 3. Hoạt động khoa học công nghệ sôi nổi, phát triển theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế. Với định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ hướng đến sự phát triển bền vững. Năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên duy trì là đơn vị dẫn đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội về khoa học và công nghệ với hơn 500 công bố quốc tế. Hầu hết các bài báo thuộc danh mục Web of Science Corpus chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số công bố Web of Science Corpus của Đại học Quốc gia Hà Nội và đạt tỷ lệ gần một bài báo trên mỗi cán bộ khoa học. Các chỉ số về đăng ký sở hữu trí tuệ tiếp tục duy trì ở mức cao. Tổng số sản phẩm sở hữu trí tuệ năm 2023 đạt kỷ lục với 11 bằng sở hữu trí tuệ được cấp và 11 đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận hợp lệ. Nhiều sản phẩm có tiềm năng ứng dụng cao được thực hiện trong khuôn khổ các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và địa phương đã được nghiệm thu, đánh giá và trưng bày tại một số triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ do Đại học Quốc gia Hà Nội, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Nhiều cán bộ có thành tích công bố nổi bật được thống kê trong danh sách các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam. Năm 2023 đánh dấu những thành công của các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hai nhà khoa học tiếp tục có mặt trong danh sách xếp hạng thế giới của Research.com nhờ thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. Năm công trình của các giảng viên khoa toán cơ tin học đạt giải thưởng công trình toán học xuất sắc năm 2023. 9 nhà khoa học nữ nhận bằng khen của Hội Nữ Trí Thức Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Huy được trao giải nhà giáo xuất sắc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023. Hai phòng thí nghiệm trọng điểm và hai nhóm nghiên cứu được tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vì có thành tích nghiên cứu xuất sắc. Tháng 10 năm 2023, 5 nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 12 năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vui mừng khi có thêm 3 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư và 8 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023 bùng nổ về số lượng,
619 báo cáo với khoảng 1.000 sinh viên tham gia, tăng hơn 1,6 lần so với số lượng báo cáo năm 2022. 4. Hoạt động đào tạo tuyển sinh có nhiều khởi sắc. Năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã hoàn thành tốt công tác tuyển sinh ở bậc đại học, đạt 101% chỉ tiêu tuyển sinh đã đề ra. Một số ngành khó tuyển trong những năm gần đây, lần đầu tiên đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Một số ngành đào tạo có điểm chuẩn thuộc top đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đáng chú ý, trong năm qua, trường đã thành công trong việc tuyển sinh và bắt đầu triển khai đào tạo ngành sinh dược học cũng như ngành môi trường sức khỏe và an toàn. Trong công tác đào tạo bậc thạc sĩ, năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã trao bằng cho 171 học viên cao học, 46% học viên có các công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Có học viên là tác giả chính, đồng tác giả của các bài báo thuộc danh mục ISI. Nhà trường tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo bậc thạc sĩ ngành công nghệ bán dẫn, liên kết với Đại học Giao thông Dương Minh, Đài Loan, Trung Quốc. Đây là chương trình đào tạo liên kết thạc sĩ ngành công nghệ bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2023 cũng là năm ghi dấu của bậc đào tạo tiến sĩ, khi các tân tiến sĩ sở hữu số lượng bài báo quốc tế ISI Scopus vượt trội, 176 báo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Số bài báo quốc tế là 114 bài, trong đó có 78 bài ISI Scopus, tăng vượt trội so với năm trước. Đặc biệt, có nghiên cứu sinh công bố đến 11 bài báo ISI có liên quan đến luận án. 5. Học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Năm 2023, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 8 giải nhất, 17 giải nhì, 8 giải ba và 9 giải khuyến khích. Trong 26 học sinh được tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực ở các môn toán học, tin học, vật lý, hóa học và sinh học, thì 13 em được lựa chọn là thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam và mang về 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 1 bằng khen. Đội dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ của trường đã đạt giải ba quốc tế lĩnh vực tin sinh và sinh học tính toán. 6. Chủ động mở rộng, tích cực đưa các hợp tác trong và ngoài nước đi vào chiều sâu. Năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vinh dự đón tiếp hơn 70 chuyên gia và các chính khách đến thăm trường, trong đó có thể kể đến như Phó Chủ tịch Liên đoàn Toán học Thế giới, Chủ tịch Hội Toán học London, Giám đốc Viện Isaac Newton Đại học Cambridge. Đặc biệt, ngày 23 tháng 9 năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino đã tới thăm Bảo tàng Sinh học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là nơi lưu giữ mẫu vật cá bông trắng và gà đuôi dài do Hoàng gia Nhật Bản trao tặng. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên liên tục chào mừng nhiều đoàn sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu văn hóa tại trường từ các quốc gia Singapore, Nhật Bản, Bỉ, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, Úc, Mông Cổ. Song song với việc mở rộng và duy trì các quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu lớn trên thế giới, nhà trường cũng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, các bộ ban ngành như Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu Việt-Chem. 7. Tiếp tục góp mặt trong các bảng xếp hạng thế giới uy tín. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã góp phần cùng Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vững vị trí cao trong bảng xếp hạng các trường đại học của QS và Times Higher Education. Bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực của QS được công bố vào tháng 3 năm 2023, có hai nhóm lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được xếp hạng trong nhóm 451 đến 500 là kỹ thuật công nghệ và khoa học tự nhiên. Trong đó, lĩnh vực khoa học tự nhiên được xếp số 1 tại Việt Nam. Trong 6 lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội được QS xếp hạng trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới theo lĩnh vực năm 2023, 3 lĩnh vực Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đóng góp đều tăng thứ hạng gồm khoa học máy tính và hệ thống thông tin ở nhóm 501 đến 550, toán học ở nhóm 351 đến 400, vật lý và thiên văn học ở nhóm 551 đến 600, và Đại học Quốc gia Hà Nội là đại diện Việt Nam duy nhất có lĩnh vực này được xếp hạng. 8. Hoàn thành tốt công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.
Công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của nhà trường, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Hiểu rõ điều đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn quan tâm và chú trọng tới công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng. Năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tiến hành kiểm định thành công một chương trình đào tạo bậc cử nhân và một chương trình đào tạo bậc thạc sĩ theo tiêu chuẩn AUNQA, nâng tổng số chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế của nhà trường lên con số 19. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng là một trong số 9 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế do 4 tổ chức nước ngoài đánh giá. 9. Triển khai nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. Năm 2023 là năm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên triển khai nhiều hoạt động liên quan đến công tác phục vụ cộng đồng, trong đó có thể kể tới như tổ chức thành công chương trình trường hè với sự tham gia của gần 200 giáo viên trung học phổ thông trên toàn quốc, chuỗi chương trình lab tour giúp các bạn học sinh trung học phổ thông có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích, thú vị khi tiếp cận trực tiếp với các ngành khoa học cơ bản và khoa học trái đất, đồng hành cùng các trường học tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, hướng đến thực hành không rác thải trong khuôn khổ dự án giáo dục môi trường về chống rác thải nhựa biển, vai trò của thế hệ trẻ trong các trường học. 10. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ 31, Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường lần thứ 10, Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ 5 và tích cực hưởng ứng 30 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 16 tháng 5 năm 2023 đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ 31, nhiệm kỳ 2023-2028 với gần 200 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn trường gồm 13 đồng chí và thông qua phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028. Ngày 18 tháng 3 năm 2023, Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2025 đã diễn ra với sự tham dự của 155 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 hội viên, sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại trường. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành khóa 10, gồm 21 đồng chí. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ 5 đã thu hút sự tham gia của gần 200 nhà khoa học với nhiều đề tài nghiên cứu hấp dẫn xoay quanh hai lĩnh vực khoa học vật liệu và ứng dụng, khoa học trái đất và sự sống. Năm 2023 là cột mốc quan trọng kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội và 117 năm truyền thống. Hòa trong không khí hân hoan, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động được tổ chức trong dịp lễ này. Năm cũ sắp qua đi với rất nhiều hoạt động và kết quả đã đạt được của thầy và trò Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến các thầy cô, học sinh sinh viên của nhà trường vì những thành tích đã đạt được, và cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến các thầy cô, cán bộ nhà trường đã nỗ lực tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn sắp đến, thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, tôi xin kính chúc tất cả thầy cô, học sinh sinh viên nhà trường một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.